đương kim Á quân thế giới đã từng đạt Á quân thế giới. Ôi vẫn còn kìa, sợ thật. Ôi vẫn còn kìa, tay vợt thấp thấp ở phía bên kia, tay vợt đấy đánh cầu ngang và thủ cầu cực tốt luôn mọi người ạ. Hôm qua tay vợt đó đã ép rồi, hay thế nhở. Vâng, trên màn hình của các bạn là hai cặp vận động viên, Indonesia và đây là trận đấu giữa Indonesia. Đây là hai cặp vận động viên đều là người Indonesia. Để cho thấy là hai cầu lông ở Indo rất là phát triển. Đây, hai tay vợt Á quân, hai cặp đôi. Vâng, trận đấu bắt đầu. Nhưng mà em không biết nói gì. Quá nhỉ. Không thể. Chắc không thể lắm. Ok, chào mừng các bạn với phía xa màn hình. Xa màn hình của Hùng chính là cặp đôi mà hôm qua vừa mới loại, đôi Vu Doan Siêu và Kim Đắc Dũng, 4-1 cho cặp đôi áo đen. Ôi, thảo đi. Trong trận đấu thứ nhất này họ đang bị dẫn trước với điểm số 4-2. Còn có vẻ rồi 5-2. Chung kết ngày mai đánh nha mọi người ơi, chung kết ngày mai đánh nha. Căng thẳng cho lắm, mọi người có nghĩ thế không ạ? Ui, hay đấy. Trận chiến nội bộ của Indonesia nha mọi người. Năm chín. Rồi nó một tí nữa cặp đôi thắng Ju hôm qua. Tay vợt thấp hơn. Hay thế nhỉ? Còn hai quân. Đội điểm 70. Vâng, trận đấu sắp trở lại thế cân bằng rồi. Liệu có là 10 đều hay không? Ở ngoài sân, chính xác. Sapucho tay vợt nam. Vâng, phản xạ rất nhanh. Củ tay kìa. Củ cầu rất đơn giản, nhẹ nhàng, không thủ được. Điện Xuân Dũng. Mạng. Ok, tiếp tục anh Hoàng Tấn Bình đang cung cấp thông tin thực sự tên cho vận động viên. Điểm 12-11 vẫn rất căng thẳng trận đấu thứ nhất. Vâng, 13-11 cho cặp đôi trẻ. Rất căng và di chuyển rất nhanh. Tôi đề nghị khán giả không dùng đèn flash khi quay phim chụp ảnh. Vâng, một pha đánh chặn cầu rất hay nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Căng bằng trận hôm qua. Cầu rất lì, hay quá nhỉ. Cầu ngoài sân, 14 đều. Không được rồi, một của Indonesia nha. Cảm ơn anh Tùng Trần rất nhiều. Tiếp tục là một điều đường cầu giằng co. Tất cả các trận nha. Điểm 15-16. Vâng, điểm số vẫn rất sát nút. Hai đôi vận động viên bám đuổi nhau từng điểm số 1. Rồi, 16 đều. Vâng, 17-16. Vẫn cảm giác họ đánh cầu kinh nghiệm và chắc chắn hơn. Đương kim Á quân thế giới. Á quân thế giới đã từng đạt Á quân thế giới. Ôi, vẫn còn kìa. Sợ thật. Ôi, vẫn còn kìa. Tay vợt thấp thấp ở phía bên kia. Tay vợt đấy đánh cầu ngang và thủ cầu cực tốt luôn mọi người ạ. Hôm qua tay vợt đó đã ép rồi. Ôi, hay thế nhở. Con rồi.
bắt vào rồi. Còn cặp đôi đàn anh vẫn đang thành thể hiện được đẳng cấp của mình. Ai kết thúc trận đấu thuộc về cặp đôi áo xanh. Ok, anh Đăng Ly đây ở nội bộ của Indonesia nhá. Trận đấu giữa hai đôi vận động viên đều đến từ Indo. Chẳng có ai quá. Rất lắt léo. Hay thế nhỉ? Rồi. 21-16. Chiến thắng với set đấu thứ hai nào. Ok, cảm ơn Tita và cảm ơn Đăng Ly nhá. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Hay quá, vẫn còn. Còn rất nỗ lực. Không còn nữa rồi. Ôi. Bắt bài rất hay. Áo đen lại tiếp tục có một khởi đầu rất tốt. Họ nhập cuộc trong trận đấu thứ hai này khá hay, bằng 4-0 rồi. Nhường mấy quả đầu ấy, tăng về sau thì đánh thôi. Kiểu như thế. Mày. Rồi, nhảy xuống. Hello Dương Quốc Hiếu nha. Chị đang ở sân Tây Hồ đây. Ngon rồi, ôi vẫn còn kìa. Không còn nữa rồi. Đôi gần màn hình của chúng ta, đôi áo xanh thắng cặp 2 cho cặp đôi áo đen. Đây là cuộc chiến nội bộ giữa hai cặp đôi đến từ Indo. Ui. Vâng, đôi nam vẫn còn đôi nam nhá. Và vẫn còn đôi nữ luôn. 3 trận nữa. 1 nam nữ nữa, 3-8. Rất có thể chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu thứ 3 trận này nhá. Vẫn còn. Ôi, tí nữa thì móc đi được. Rằng là cặp đôi áo đen ở trận đấu thứ nhất họ đã dẫn điểm khá sâu ở đầu trận đấu nhưng về sau vẫn thua ngược rất sâu. Hai chiếc kia. Hai người động viên đã từng gặp với nhau. Tay mình chưa đủ độ để làm những cái này thế đấy. Ngon rồi. Vâng, một pha cầu non. Có hơn 1.000 người xem mà. Hơn 1.000 người xem mà bây giờ giải quốc tế người xem thật. Sabucho 93. Sabucho 93. Hay quá nhỉ. Ồ, đẳng cấp thật. Cảm ơn Sabucho xin làm bao nhiêu? Nó nhiệt hơn. Ui, cầu ngoài sân. Bắt. Hơi cao rồi. Tội tấn công. Quá gắt, bật quá. 11-6. Mười hai sáu rồi. Sao rồi? Của em. Như thế này rồi. Chỉ đúng là 1-2 năm nữa thì kiểu gì cũng có tên tuổi trên bảng xếp hạng thế giới. Ok, chỉ được chạm người, chạm vượt qua, chạm lưới qua sân, chạm vượt qua sân thì mới được tính điểm các bạn. Điểm 13, 9-13. Rất khéo léo. Vâng, cặp đôi phía bên kia là cặp đôi trẻ của Malaysia. Indo. Của Indonesia theo thông tin của một cổ động viên cung cấp thì một trong hai tay vợt đó sinh năm 2000. Thì ông nghĩ là tay vợt còn lại cũng chỉ 99-2000 thôi. Hay quá nhỉ. Cao hơn như Super Series, vô địch thế giới hay là Olympic. Rất tốt. Chặn lưới đôi nhập công. Vẩy kìa. Cổ tay sợ nhỉ, bạn xem nhỉ. Lên lưới rất nhanh. Và có một tình huống nhường nhau. Rất tốc độ. Và một pha cầu rất mạnh vươn lên và đánh chiến thắng hay không. Thực sự trong cầu lông không gì là không thể, Hùng đang có cảm giác như thế đây. Cơ hội tấn công. Ui. Vâng, giữa 9 và 2.000 là cầu lông phía bên kia. Rất
cẩn thận. Rất đáng tiếc, anh đang bước lên từng bước khá vững chắc. Liệu có là thể là 17-18 hay không? Tay về trái kìa, 17-18 được rồi. Nino đánh hay quá. 17-18, 18 đều rồi. Ôi, phê kìa. Ôi, ra mà. Đẳng cấp thật. Sợ thật. Không hiểu nó thủ kiểu gì. Cổ tay nó làm bằng gì nữa. Lông đôi nam nhìn đồ quá mạnh. Xúc. Ôi, cái gì đấy, bãi trưởng. Bản chất. Còn Kevin, nếu ông không nhầm thì năm 2015 Kevin thi đấu cũng vô địch giải Philippucha Hà Nội. Còn bây giờ cặp đôi trẻ nam 21-18 đôi áo xanh vẫn già dặn dạng kinh nghiệm hơn và bản lĩnh hơn. Nhưng thực sự những người cầu mà cặp đôi trẻ của Indonesia, cặp đôi sinh năm 99 và 2000, những đường cầu quá mãn nhãn. Vâng, một trận đấu quá hay.